Bây giờ như nào, có thích cãi nhau không? Vâng, bây giờ là đứa nào rửa bát đây? Lên đường đây, thật đây, có chỗ ngủ, có chỗ ngồi, có cả bàn rồi, có cả đèn luôn. Có sao không anh? Hả? Có sao không anh? Thì nếu như mà tao phải rửa bát thì tao kéo đi thôi. Gọn luôn đúng không? Gọn luôn ạ. Đây để giới thiệu các bạn, vâng, mình chọn một cái gối ôm phù hợp cho bản thân. Vâng ạ, một anh chàng gọi là khỏe mạnh, lực lưỡng. Đấy. Độ đàn hồi tốt và độ bền lâu hơn. Vâng ạ, chị còn bảo độ đàn hồi tốt và độ bền lâu hơn. Đấy. Cao su thiên nhiên ạ. Đấy, cao su thiên nhiên, anh tên là, vâng. Ngoài ra, vâng ạ. Gối thấp thì mua mã 1 nha mọi người. Chất phát, đơn giản và thật thà. Anh vô cùng là dễ tiếp cận, giá chỉ 119.000. Vâng ạ, không được bền bỉ cho lắm nhưng mà cũng đủ dẻo dai cho mọi giấc ngủ. Dạ vâng. Còn ngoài ra, đây rồi. Vâng ạ. Lên nha. Sáng nam chiều nữ, giữa trưa kiểu gì cũng được. Bông gòn không phải, cao su thiên nhiên càng không, vâng ạ. Nó là lông vũ, lông vũ nhân tạo, uyển chuyển, cực kỳ mềm mại. Đã lên deal nha mọi giá người. Giá ở giữa, thôi lên deal rồi. Làm mega like cho các báo đăng preview doanh thu kỷ lục, lật đổ các chiến thần. Chia sẻ vui với anh em một câu này, bao nhiêu người xem thì hơn 800 người xem, không drama lắm. Tôi thật, tôi mà sâu doanh thu các bạn, chắc cười ỉa mẹ luôn ấy. Chắc thề các chiến thần, các đội support của các chiến thần phải đi chụp về xong rồi dán kiểu khắp tường ấy, xong kiểu lăn lộn cười ỉa, cười đái ra quần luôn ấy. Người ta là hướng đến hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ rồi. Má, tôi bán một phiên không nổi 1 tỷ luôn các bạn. 100 triệu khó khăn. Không, để chia sẻ chân thành với anh em là như thế. Anh Piu ơi, anh gợi ý concept tổ chức sinh nhật cho công ty, em đi em mua bánh. Tổ chức sinh nhật cho công ty ấy, thì không, sếp thì bảo là tổ chức phải hoành tráng. Nhân viên ấy, thì đa phần là không care. Đấy, còn đâu bản thân mình thì cố gắng để hoàn thành cho nó gọi là trọn vẹn nghĩa vụ và KPI đúng không ạ? Vậy thì mình phải tổ chức một cái tiệc sinh nhật như sau. Đầu tiên là mình phải tổ chức tại một cái không gian thật lớn. Yêu cầu phòng HR phải gửi email ra, đứa nào không đến cắt nửa tháng lương. Nó sẽ tập hợp được tất cả mọi người cùng tới đúng không? Sếp đến thì cảm thấy happy, mọi người đấy được không? Đấy, khi mà mọi người cùng tới, mình order đồ ăn thật là cheap thôi. Nhưng mà riêng cái bàn và khu vực quanh sếp ngồi thì mình order cái menu nó thật là đắt nhất, VIP nhất. Là sếp nhìn nó xung quanh thấy ai cũng đầy đủ đấy. Còn đâu nhân viên ngồi xa thì là không nghe thấy chửi đúng không? Thế là sau khi mà xong xuôi phát lên phát biểu vỗ tay dế xong bắt đầu mọi người lên hát hò xong đi về. Thế là mình hoàn thiện được công việc của mình đấy, nhân viên thì chắc chắn là phải tới để lấy lương. Đấy, còn đâu sếp nhìn xung quanh vẫn happy, thế là bạn được gọi là cộng một. Rất là đơn giản thế nhá. Em mặc sợ lộ áo trong, em ở trong Sài Gòn mình mặc áo trong làm gì? Nữ mặc áo trong thôi, nam mặc áo trong làm gì? Con này nó có bị lộ đầu ti đâu, cho anh cái cận cái. Cho anh cái cận cái đây. Có gì thế không? Đây, nữ người ta mới mặc áo ngực cái đây làm gì có lộ đồng ti đâu các bạn. Thật sự đấy. Đây là gì có đâu, nữ người ta mặc sexy, người ta có áo ngực như đây. Lịch sự nam như thế này mà. Em là nữ mà. Nữ thì mình mặc áo ngực ở trong chứ ai, hoặc là mình lấy cái miếng dán ngực vào. Mình dán ngực như thế này này, hoặc là mình phải có cái áo ngực của cái lòng bàn tay này này. Các bạn có biết cái áo ngực của cái lòng bàn tay này không? Thề. Vâng ạ, chứ người ta không có nhìn được áo bên trong đâu. Đây, tôi thực tế các bạn xem, đây cận được xem nào. Các bạn có biết đây là tôi đang để số mấy không? Đây thực tế đi, cận đi xem nào, ấn cận đi. Vâng, các bạn có nhìn thấy tôi để số mấy bên trong không? Đây nhá, tôi để một ngón tay nhá. Đây, có nhìn thấy không? Đây, hai ngón có nhìn thấy không ạ? Thực tế có nhìn thấy không? Đây, hai ngón này, đấy. Rồi ôi. Thì nó lộ cái đó. Thì mình mặc áo ngực vào giúp mình một cái đi. Thế bây giờ tôi làm gì được hơn? Tôi đâu có đi chấm được cho tất cả khán giả đâu. Mình mua cái áo ngực. Mấy hôm nay tôi bán áo ngực cho các bạn được chưa? Vâng, là mình mua cái áo ngực mỏng mỏng, mình mặc che bao đùa. Rồi ôi. Thật sự luôn, khách khó quá. Đây ạ, mình mua về mình có thể gọi là tặng cho người đàn ông của mình được không ạ? Vâng ạ, người đàn ông thì cuộc sống ngày càng vất vả, ngày càng khó khăn. Nhưng mà không bao giờ được quan tâm, được chia sẻ, được tặng quà. Bây giờ có cả luật mới là trong thời gian phụ nữ đang mang thai là còn đàn ông không được ly hôn dù lý do là gì. Vâng ạ, tôi chưa thấy một luật nào ra để cover cho những cái cảm xúc của những người đàn ông cả. Đi làm thì vất vả, vậy thì tại sao mình không mua một cái dao cạo râu tốt cho chồng mình để chồng mình xài? Vâng ạ, Fusion 5, Love You, Mega Cell, tạo hóa, Piu Piu, mẹ thằng nào viết, còn viết sai ạ. Mẹ mày thằng nào vậy?
tạo hóa Piu Piu. Mày sửa giúp tao Mega Cell tạo hóa Piu Piu là cái mày ping ngay cho mẹ mày hiệp hết nào đậy rồi ôi. Tạo hóa Piu Piu. Mega Cell tạo hóa Piu Piu, tao chụp cái này lại tao dí bằng được. Mẹ mày đâu rồi? Thằng nào viết của tao đây? Đổi chữ nó lên. Hôm nay ăn gì đây? Hôm nay có xoài anh ạ. Xoài. Măng cụt ạ. Xoài măng cụt à? Sao ở thấy vừa dưa đâu? Dưa đang ở ngoài. Đang rửa được xoài mày đá luôn anh ạ. Chua là ngọt đấy. Ngọt nhá, chua là không ăn được đâu đấy. Mày bỏ vào cái gì đấy, đúng rồi, vào dĩa giết sao nào. Ba mươi giây là một người bán hàng chuyên nghiệp. Wow, anh không biết luôn đấy. Anh không biết gì. Wow, wow, em cũng không biết luôn đấy. Không thể tin nổi. Nhìn đây này, nhìn đây này, nhanh lên. Trời nhanh ơi, lên, à. Rút cận vào đây, tao che mặt cho. Rút cận vào đây, thấy chưa? Thấy hình chưa? Vâng ạ, à, thấy hình chưa? Đây là hình hình Squirtle là con rùa đây này. Đâu còn hình khác không? Còn hình khác không? Còn hình nào? Khác không anh? Không thể tin được ấy. Không, đâu đâu phải đi tìm đi. Vâng, mình mở cái khác nữa ra đi, không thể nào mà chịu nổi nữa rồi. Pinky mở nữa đi. Đâu okay, rồi? Có em hình... mở liền nè. Đâu? Ui ơi, wow. Là con hình gì? Là hình một gì? Một hình nữa nè. Là con gì đây? Con gì á? Con này là con Snivy. À con này con lửa hay sao? Con đít lửa hay sao? Cận đi, cận đi. Ui, bị xinh ý. Không thể rồi. Nào chịu nổi. Snivy. Snivy rồi. Ủa, ok. Anh có con gì? Con Sweet. Con Sweet. Wow. Anh ơi, con mới. Bít luôn. Anh biết con này gì? Không? Con này con gì á? Con này con chim ạ. Con chim. Thôi con gì thì cũng vào mồm hết. Vâng, các cháu đồng cảm nhá.